Thưa quý vị và các bạn, trong 2 tuần gần đây, trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, bởi trung bình mỗi ngày có trên 400 ca mắc COVID-19, có ngày lên đến gần 700 ca. Điều này cho thấy có biểu hiện lơ là chủ quan trước dịch bệnh tại một số địa phương, một số doanh nghiệp và ý thức chủ quan của một bộ phận người dân. Trước tình hình trên, chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh dự chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tỉnh với 10 huyện, thị xã, thành phố, 161 xã, phường, thị trấn để bàn các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, nhất là ứng phó với dịch trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết liệt chất vấn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân một số huyện, thành phố về trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch, việc duy trì hoạt động của các tổ truy vết cộng đồng, quản lý người từ nơi khác về địa bàn, quản lý các trường hợp cách ly tại nhà. Có địa phương còn để xảy ra một số vi phạm trong công tác phòng chống dịch như tụ tập ăn uống đông người được người dân phản ánh đến lãnh đạo tỉnh. Có người dân phản ánh quay cả clip này. Cả xóm, cả thôn ăn liên hoan, hàng trăm người, trăm mâm. Thế mà người ra mà từ Thái Bình sang rất đông. Mời anh Phúc cho nào, anh có thể nói thêm cái nội dung đấy. Trong cái việc này có sơ xuất của Ủy ban xã Minh Tân và các cái tổ Covid cộng đồng trong cái việc mà kiểm soát, và cái này cũng có lỗi coi như chủ quan từ phía coi như là giáo sư Tần Nhẫn là có đón coi như linh mục mới, và linh mục mới có báo cáo với lại cả ban chỉ đạo xã và cũng nhận lỗi và hứa là sẽ nghiêm túc chấp hành các cái quy định về phòng chống dịch trên địa bàn. Sau khi nghe ý kiến của một số sở ngành địa phương và các thành viên ban chỉ đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá bên cạnh các lý do khách quan, nguyên nhân của tình trạng số F0 tăng cao thời gian qua là do công tác kiểm soát dịch có phần lơ là chủ quan của cả chính quyền và người dân, thậm chí có sự yếu kém không kiểm soát được dịch ở một số địa phương. Đây không còn là nguy cơ mà dịch đã xuất hiện diện rộng và liên tục trong thời gian khá dài trong cộng đồng. Trong thời gian qua, việc kiểm tra xử phạt các vi phạm quy định phòng chống dịch trùng xuống nên thiếu tính răn đe. Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm có nguy cơ số ca F0 còn tăng cao hơn nữa, vì vậy cần chấn chỉnh siết chặt lại công tác phòng chống dịch với sự quyết tâm cao độ để kéo giảm số ca mắc mới mỗi ngày. Lãnh đạo tỉnh sẽ kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán. Tôi đề nghị là đặc biệt là các đồng chí bí thư huyện ủy, bí thư cấp xã, các đồng chí xem lại và chấn chỉnh lại một cách toàn diện công tác phòng chống dịch trên tất cả các tuyến. Việc phòng chống dịch là ở cơ sở, bởi vì nó gắn với con người, gắn với gia đình, từng nếp nhà. Thế cho nên là trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, địa phương cơ sở là đóng vai trò quyết định. Bà con nhân dân vẫn có cái chủ quan lắm, cho nên công tác tuyên truyền vẫn là phải là mặt trận hàng đầu và tuyên truyền về cái mức độ nguy hiểm, về cái thực trạng, về nguy cơ mức độ dịch của địa phương nơi người dân sinh sống đấy, để họ tự có cái biện pháp mà phòng ngừa. Cái thứ hai nữa, đối với các doanh nghiệp và chủ cơ sở xuất kinh doanh phải gắn trách nhiệm bằng được, xây dựng một cái hệ thống đánh giá về nguy cơ, mức độ nguy cơ dịch đối với từng doanh nghiệp, để trên cơ sở ta thống nhất áp dụng các biện pháp can thiệp. Ví dụ như đạt đến cấp độ 3, tương ứng cấp độ 3, các đồng chí cho hạn chế, chỉ hoạt động 50% công suất thôi. Đấy, cấp độ 4, dừng. Và đối với người dân nói chung và cán bộ, đảng viên nói riêng phải gương mẫu trong cái việc mà hạn chế đi lại trong cái dịp Tết này, kể cả thăm nom chúc Tết, ăn uống. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn quán triệt cần nhận thức vấn đề chống dịch luôn phải được tăng cường, trong mọi thời điểm không được sao nhãng và phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Thứ nhất là ta duy trì chỉ đạo toàn bộ các tổ truy vết cộng đồng của các thôn, duy trì thường xuyên, quản lý chặt chẽ sự biến động của dân cư. Dịp Tết Nguyên đán là những người về quê ăn Tết, thì cũng nên khuyến cáo là ta cũng hạn chế tối đa. Khi về thì đảm bảo phòng chống dịch. Thế còn sau Tết Nguyên đán, người tỉnh ngoài về tỉnh tiếp tục với công tác làm việc thì đều phải, trước khi làm việc đều phải nghỉ, cách ly 3 ngày lại. Tất cả âm tính xong mới vào. Và test nghiệm ở tại Hưng Yên, chứ không lấy kết quả được khác. Và test ở đâu? Thì test ở trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn của chúng ta hiện nay đang có.
và cái giá xét nghiệm đấy yêu cầu phải giá rẻ hơn, thấp hơn giá dịch vụ. 100% các doanh nghiệp mà công nhân đi làm trở lại bình thường thì phải xét nghiệm rồi. Tức là người ở địa phương cũng vậy và người ở nơi khác đến cũng vậy. Trước khi quay trở lại nhà máy làm việc đều phải có kết quả âm tính mới được vào. Thì đây là tôi yêu cầu các địa phương, các đồng chí lãnh đạo huyện phải ký cam kết trước khi nghỉ Tết với cái chủ doanh nghiệp, tăng cường xử phạt, mà xử phạt cao nhất. Tôi đề nghị xử phạt cao nhất. Riêng vi phạm trong phòng chống dịch Covid thì phải xử nặng. Chỉ nặng mà, càng nặng thì mới có răn đe, không nặng thì không có sức răn đe. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu ngay trong những ngày giáp Tết cũng phải đẩy nhanh tiến độ tiêm trên hơn 600.000 liều vaccine phòng COVID-19 để đạt độ bao phủ mũi 3 trên 70%, tăng cường hướng dẫn ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch. Tỉnh sẽ hỗ trợ gần 900 tổ COVID cộng đồng, 5 triệu đồng mỗi tổ trước Tết Nguyên đán.